chuối cao. Ồ, một nhà chuối luôn, một nhà chuối luôn. Chuối từ ở dưới ghe lên. Những cái ghe chuối từ ở miền Tây lên. Đầu thẳng hướng này ở bến Vân Đồn là một đoạn ngắn thôi. Đường Nguyễn Khoái thì không có dài lắm. Đó, phía trước chúng ta đó là cầu ông Ủa, cầu Kinh Tẻ rồi. Mới nè. Lần đầu tiên em cũng đi cái bến này luôn. Vô đây mình xem thử. Nhìn bên kia là quận 7, đây là bến Trần Xuân Soạn, bên kia là cầu Kinh Tẻ. Cầu Kinh Tẻ đang sửa chữa bề mặt cầu lại nè. Bây giờ mình nhìn ngay góc đường nha, không biết góc đường bên nào là kỷ niệm của các anh chị và các bạn thì mình cũng nhìn bên đây. Ở đây thì bán cà phê. Chị và các bạn, hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là con hẻm số số cũ là 320. Số cũ là số 79 Tôn Thất Thuyết. Theo hướng này chúng ta sẽ đi về con đường bến Vân Đồn nè. Theo hướng này bến Vân Đồn hả, sau lưng chúng ta đây là đường Tôn Thất Thuyết. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một vòng cái đường Tôn Thất Thuyết này để đi đến cầu Kinh Tẻ. Cầu Kinh Tẻ ở đây là cuối đường Tôn Thất Thuyết rồi. Con đường này cũng rất là ngắn, rất là nhỏ nhưng mà rất là dài. Đây là đường cùng, chúng ta bắt đầu từ con đường cùng này. Đó, với những cái căn nhà cấp 4 dọc theo con kênh này, bến Trần Xuân Soạn. Thẳng về kia thì bến Phú Định, bến Hàm Tử. Theo hướng này là bến Trần Xuân Soạn ha, với những căn nhà cũng giống như là ở con đường Nguyễn Duy vậy, hôm bữa chúng ta có đi đó. Nơi đây có chợ 200 và bên tay trái chúng ta rất là nhiều sự thay đổi bởi những cái building đang xây dựng. Và đây bán rất là nhiều chuối nè. Wow. Chuối cao. Ồ, một nhà chuối luôn, một nhà chuối luôn. Như đây giống như là cái vựa chuối vậy đó. Hôm nay trời mát mẻ. Anh cùng cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi một dọc cái đường Tôn Thất Thuyết này. Đi theo cái tuyến cặp bờ kênh này. Ở đây thì xóm lao động rất là nhiều, đa phần bà con ở đây là người lao động. Ở đây có số cũ số mới nè, rất là khác. Số cũ là 84, số mới là 101. Có chữ S ở đầu nữa, rất là lạ. Tuy là địa chỉ mặt tiền nhưng mà chúng ta thấy những cái hình ảnh nó hơi trái ngược. Ở đây cái dừa chuối. Chuối từ ở dưới ghe lên. Những cái ghe chuối từ ở miền Tây lên.
Dừa Chuối, ở bên kia là quận 7, đường Trần Xuân Soạn ha. Những cái dòng sông, con kênh, chúng ta thấy nhớ Sài Gòn, nhớ Việt Nam, với những cái hàng cây và những cái dãy nhà cặp bên cái bến sông này. Ngày xưa ở đây có lẽ là những căn nhà rất là lụp xụp rất là nhiều luôn. Chúng ta thấy có cái nhà 316A này cũng rất là lụp xụp nè, như bỏ hoang luôn rồi. Một cái xóm lao động nữa để chia sẻ cùng với các anh chị và các bạn. Lần đầu tiên em cũng đi bộ trên cái con đường này và cảm thấy rất là thú vị. Cái không gian ở đây rất là cảm thấy rất là ấm cúng và mát mẻ. Chiều chiều chúng ta ra đây ngồi và hóng gió, nhìn cảnh xóm làng đó là suy nghĩ của người ở vị trí khác thôi. Còn nếu mà trực tiếp mà chúng ta đang ở đây sống tại nơi này, chắc tâm trạng của chúng ta không thể nghĩ ngợi những cái vui thú như vậy đâu ha. Với những cái hình ảnh này thì các anh chị và các bạn có cái comment gì không ha? Cho em xin cái sự chia sẻ về ý kiến, về kỷ niệm của anh chị ngày xưa ở đây như thế nào ha. Đây có cái bãi ô tô, bãi giữ xe ô tô. Phía trước đằng kia chúng ta có cái chợ 200, một ngôi chợ gắn liền với cái địa chỉ hẻm 200, khu vực ăn vặt rất là nhiều luôn. Ở đây ngày xưa có lẽ bà con sống nhờ nghề buôn bán, rồi buôn bán trái cây từ các ghe tàu ở cặp mé sông. Mình thấy nhà ở đây rất là thấp so với con đường, cho thấy ngày xưa con đường ở đây ngập lụt rất là nhiều nè, nên mới có cái cái dự án nâng cấp mặt đường. Đây là đường giao lộ Nguyễn Khoái và Tôn Thất Thuyết. Giao lộ Nguyễn Khoái này chúng ta đi ra đường Bến Vân Đồn luôn nè. Rồi thẳng hướng này ra Bến Vân Đồn, một đoạn ngắn thôi. Đường Nguyễn Khoái thì không có dài lắm. Một hình ảnh của Sài Gòn buổi chiều, một ngôi chợ với trái cây, rồi trứng, rồi cá, thịt, rau, và bên cạnh đó cũng có những cái hàng quán ăn vặt bán hải sản đó nè, hải sản làm chín đây nè, hải sản năm nghe. Nhưng mà nãy giờ em để ý thì cái đường này bán chuối rất là nhiều. Hôm nay thì thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị ở phương xa,
thì chúng ta đi đi bộ cặp theo con đường này và bọc qua cái con đường Khánh Hội, Khánh Hội cầu ông cầu Kinh Tẻ. Đây bán thịt, bán thịt, bán cá, bán thịt. Đây có một thằng nhỏ rất là lạ, nó cầm camera, nó đi vòng ở khu vực này, và người ta cũng thắc mắc, không hiểu thằng này nó đi quay cái gì, nó quay quay phim để làm gì, và ai cũng nhìn theo. Trong đó có cô chú anh chị, chúng ta mở tivi lên luôn, mở tivi lên là nhìn xem thằng này nó đi đâu. Thì hôm nay chúng ta đi đường Tôn Thất Thuyết để nhìn lại, nhìn ngắm những cái con đường, và bên cạnh đó mình cũng đi tập thể dục luôn, dạo một vòng về, dẫn bạn nào nhỏ đi cho bồ câu ăn cho nó thoải mái. Hôm nay là cuối tuần, chủ nhật thì rảnh rỗi, em cùng cô chú anh chị chúng ta lang thang và tiếp tục chia sẻ với con đường này. Thì cái đoạn lúc nãy nhà rất là lụp xụp, thì đi càng đi xa hơn nữa, chúng ta thấy những căn nhà nó càng tân tiến lên rồi, xây lên rồi, chuẩn bị đẹp lên rồi. Mình đi một đoạn nữa thôi ha, một đoạn nữa thôi là đến cầu Kinh Tẻ rồi, nên anh chị các bạn khoan chuyển kênh nha. Mình vừa đi lúc nãy là chợ 200, chợ 200 thì buổi sáng bán rất là đông. Dừa Bến Tre 8.000 một trái. Đây là lò bánh mì. Bên tay phải chúng ta có những cái con hẻm mà nó đi thông ra cái bờ sông, cặp qua những cái bến Trần Xuân Soạn. Những cái bến đó thì ghe tàu ghé để bán những cái loại nông sản ở miền Tây chuyển lên. Không biết đi như thế này thì các anh chị và các bạn chúng ta có comment gì không ha, để chúng ta chia sẻ nhau nhiều hơn những cái hình ảnh của Sài Gòn. Có những cái video rất nhiều các anh chị cùng comment chia sẻ rất là vui, người thì nói này, người kia vô, theo tôi thì như vậy, như vậy, giống như là một cái group để chúng ta chia sẻ vậy đó, rất là thú vị ha. Đó, đây chúng ta có cái nhà kho gì đó, rất là xưa nè, giờ bây giờ bỏ quan rồi, hồi xưa là xí nghiệp thủy sản Chiến Thắng gì đó. Bây giờ bỏ quan rồi ha. Phía trước thì bán cơm tấm, cơm tấm bò đã lốt. Bên đây là con hẻm để đi ra cái
cái công viên Khánh Hội, khu vui chơi trẻ em đó, khu xóm nghèo hôm bữa chúng ta đi đó. Cái nhà đó dài dài cặp theo cái con đi thẳng ra con kênh luôn. Ở quận Tư này có một cái thú rất là vui mà chắc có lẽ ngày xưa đây là bờ kênh, nhìn ra dòng kênh, bên kia là bến Trần Xuân Soạn. Ngày xưa ở quận Tư này có cái thú rất là vui, đó là tới 4 giờ rưỡi là bắt đầu bà con dò vé số, sổ số kiến thiết đem niềm vui đến mỗi nhà. May mắn thật nhiều, niềm vui càng vui hơn đó, là nội như bài hát bắt đầu sổ số kiến thiết buổi chiều, mà còn tụ họp lại và bắt đầu dò số, hy vọng vô lô nào hôm nay sửa chủ hay là đầu đuôi. Ngày nay thì cũng cũng còn ha. Đó, phía trước chúng ta đó là cầu cầu Kinh Tẻ rồi, và nơi đây số 196 Tôn Thất Thuyết. Không biết ngày xưa là kho gì, xưởng gì, nhưng mà ngày nay mình thấy cũng thấy rất là cũ kỹ, một cái màu tôn rỉ sét. Ở đây có cái bến nhìn thấy rất là mới nè, lần đầu tiên em cũng đi cái bến này luôn. Vô đây mình xem thử. Nhìn bên kia là quận 7, đây là bến Trần Xuân Soạn, bên kia là cầu Kinh Tẻ. Cầu Kinh Tẻ đang sửa chữa bề mặt cầu lại nè. Chúng ta thấy một dòng sông. Nơi đây có cái trạm xe buýt. Và bây giờ mình sẽ bọc qua cái con đường Khánh Hội nha, đi phía dưới cầu Kinh Tẻ. Có lẽ cái video này cũng khá là dài, nên thành ra cô chú anh chị bạn ta thông cảm nha. Bây giờ mình nhìn ngay góc đường nha, không biết góc đường bên nào là kỷ niệm của các anh chị và các bạn, thì mình cùng nhìn bên đây. Bên đây thì bán cà phê rồi ăn vặt. Phía dưới đây thì có cô bán trái cây ngâm. Cốc ngâm rồi cà na xí muội. Thẳng kia thì chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Tất Thành, Trịnh Minh Thế.
và ngay góc đây nữa, cái nhà màu xanh xanh đây. Ở phía dưới thì bán cơm bình dân, bán không phải bán cơm mà bán hủ tiếu xào gì đó, rồi bán nước nữa. Rồi chúng ta đi qua đường nha. Ở dưới gầm cầu này cũng có rất nhiều quán ăn cà phê. Rồi chúng ta đi thẳng lên kia. Ở đây dân xóm xóm lao động, bà con hay ngồi đây uống cà phê rất là nhiều nè. Dưới gầm cầu như là một cái công viên vậy đó. Bà con ngồi rất là mát ha. Một cái hình ảnh rất là Việt Nam. Không biết qua những cái hình ảnh này thì các anh chị có nhìn thấy những cái gì về kỷ niệm của chúng ta, thì cho em xin cái comment nha. Hai cái góc đường Thanh Hội và Tôn Thất Thuyết thì một bên là bán cà phê, một bên là bán quán ăn. Không biết nhà của anh chị thì bên góc nào, nhưng mà em vẫn cứ đi để nếu mà các anh chị có ở đây từ nhỏ thì mình sẽ hình dung ra được cái khu vực của chúng ta. Rồi, hành trình hôm nay cũng khá là dài rồi. Chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Vinh Lâm TV. Nếu các anh chị các bạn thấy hữu ích thì mình chia sẻ với những người thân, người bạn là ở Sài Gòn có một thằng nhỏ nó hay đi quay vòng vòng ở các ngôi nhà xưa của chúng ta, và anh chị và các bạn ở nhà nào thì nhắn đi, nữa sẽ đến để các anh chị mình cùng xem coi nhà mình bây giờ như thế nào, khu vực mình sống ngày xưa ra sao. Bây giờ ít về Việt Nam thì đâu đó có những hình ảnh chúng ta nhìn để cập nhật ha. Và các bạn, các anh chị ở tỉnh khác thì cũng biết được Sài Gòn mình là như thế nào, để có cái để mình tham khảo. Rồi bây giờ thì xin cảm ơn và tạm dừng cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng ta đi tới chút nữa là đó cái chung cư Tôn Thất Thuyết. Cái chung cư rất là lâu rồi. Hôm nào em sẽ chia sẻ cái chung cư đó cho bà con mình xem trong cái video khác ha. Video này hôm nay cũng khá là dài rồi. Rồi chúng ta nhìn lại cái cầu Kênh Tẻ rồi chúng ta sẽ chia tay tại đây.